Ok và hello, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình ha. Thì hôm nay chúng ta lại đến với một cái video về Photoshop và như rất nhiều bạn yêu cầu thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thiết kế một cái logo cho cái áo của mình ha. Áo có thể áo t-shirt nè, hoặc là áo shirt nè. Và trong cái video này mình chỉ dừng lại ở mức là chúng ta thiết kế cái dạng chữ các bạn. Ví dụ như mình là gà công nghiệp đúng không? Mình là gà thì mình sẽ thiết kế logo của chữ G. Như các bạn có thể thấy là cái logo của mình là gà công nghiệp ha, sẽ là một chữ G và hai bên là hai cái dấu ngoặc ha các bạn ha. Và cái logo này nếu tính ra cái thời gian mình làm thì mất khoảng 2 phút thôi bạn. Thì video này mình sẽ chỉ các bạn cách đơn giản nhất để chúng ta có thể thiết kế logo dạng chữ trong vòng khoảng 5-10 phút thôi ha, bằng Photoshop nha các bạn. Và nếu các bạn muốn làm tiếp những cái video về Photoshop thì đừng quên để lại một like cũng như hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi nhiều video hơn của mình ha. Thì để thiết kế bằng Photoshop, thứ nhất chúng ta cần phải có Photoshop. Có vẻ là hơi xàm luôn, ok bỏ qua đi ha. Và thứ hai chúng ta cần phải có một cái phần mềm hỗ trợ, và phần mềm hỗ trợ đó chính là phần mềm Snipping Tool. Đây là Snipping Tool ha. Thì nếu bạn nào mà chưa biết thì Snipping Tool là một công cụ có sẵn ở trong Windows ha. Chúng ta có thể tìm ở trong cái kính lúp này. Có Snipping Tool. Để trong những video trước mình cũng đã giới thiệu về phần mềm này rồi ha. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ truy cập vào một cái trang font các bạn. Font là gì? Font là những cái dạng kiểu chữ ha. Như các bạn thấy là Tiny Roman nè, Black Arial nè, đó là những cái font ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng, mình gửi cho các bạn một cái trang có tên là Đa Phong ha. Daphong.com. Đấy. Trong cái trang này là một cái trang tổng hợp về tất cả những cái font mà của những cái tác giả trên thế giới họ đưa vào đây. Chúng ta có thể tải về miễn phí ha. Nhưng mình sẽ chỉ các bạn là chúng ta sử dụng công cụ Snipping Tool này để chúng ta không phải tải về ha. Thứ nhất tải về nó nặng máy và thứ hai nó lâu nữa. Và có khi là các bạn tải về xong chúng ta xài một lần chúng ta bỏ ha thì rất là uổng. Ok. Thì Snipping Tool này mình sẽ sử dụng sau ha, mình sẽ tắt này xuống. Thì ở trên đây nè, giao diện các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái chữ đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích logo và công nghiệp của mình ha. Nó chỉ đơn giản là một chữ G thôi các bạn. Một chữ G kiểu cách và hai bên là hai dấu ngoặc ha. Đóng ngoặc, mở ngoặc. Đấy, nhiều bạn nhìn nó rất là cầu kỳ phức tạp ha, nhưng thực sự rất là đơn giản luôn. Nó chỉ là chữ G với là hai dấu ngoặc thôi các bạn. Rồi. Thì ở đây á, nếu các bạn mà làm logo dạng chữ á, một chữ hoặc là hai chữ thì mình khuyên các bạn nên dùng cái font model nè. Có rất nhiều font ha. Font old school, font destroy, các bạn có thể bấm vào từng font các bạn xem. Ví dụ mình bấm vào font destroy ha. Đấy, rất là nhiều kiểu dạng font luôn. Thì nói chung là các bạn vào cái trang đa font này, các bạn thấy font nào mà các bạn thấy đẹp á thì các bạn hãy sử dụng nó ha. Mình khuyên các bạn nếu mà lấy chữ cái thì nên chọn cái modern này nè. Đó, thì kéo vào đây rất nhiều kiểu chữ đẹp luôn ha. Còn của mình xài cái gì mình cũng quên mất tiêu rồi. Khá là lâu rồi. Đó, rất là nhiều trang luôn cho các bạn chọn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn thử một font ha. Cái font này có tên là Dead Hector nè. Thì mình sẽ click vào cái font này. Nó sẽ đưa mình tới cái này đúng không? Thì trong đây các bạn có thể xem được cái thống kê ha. Những cái font nó viết như thế nào, những cái chữ cái nó viết như thế nào ha. Nếu bạn muốn thiết kế logo chữ gì thì bạn hãy đánh chữ đó vào. Ví dụ mình là gà, mình sẽ bấm chữ G ha. Đó. Ở bên đây là chọn size nè. Thì mình cứ chọn size lớn nhất đi. Tại vì một chữ cái nó không có lớn lắm nên mình sẽ chọn cái size lớn nhất ha. Để cho hình ảnh thêm sắc nét. Sau đó chúng ta sẽ bấm Submit. Wow, chữ G6 vậy. Oh man. Để coi chữ gì đẹp ha. Mình nói lại ha, cái này là việc chúng ta chọn font thôi. Các bạn thấy font nào ưng ý mà các bạn muốn làm logo chữ thì các bạn hãy chọn một cái font đó ha. Chữ R đẹp nè các bạn. Ok, mình sẽ bấm chữ R ha. Ok ha, ví dụ một bạn nào đó muốn thiết kế một cái logo chữ R thì chúng ta sẽ bấm chữ R vào cái ô này ha. Những font khác các bạn cũng làm tương tự ha. Sau đó chúng ta sử dụng công cụ là Snipping Tool ha. Các bạn bật lên thì chúng ta sẽ bấm New. Đó, thì cái màn hình nó sẽ bị đục ha. Chúng ta sẽ nắm kéo nè các bạn, bao xung quanh cái chữ này ha. Thả ra. Rồi, thả ra ha. Xong giờ chúng ta sẽ vào Photoshop nè. Chúng ta tạo một file dữ liệu mới, file new. Mình nghĩ kích thước mà ổn định nhất để cho chất lượng nó tốt nhất á là chỗ chiều ngang chúng ta cho là 1000 ha. Chiều dài chúng ta cho là 1300. Còn cái chỗ resolution này chúng ta để là 300 ha. Sau đó chúng ta chỗ color mode này nè, chúng ta chọn là RGB các bạn ha. Đấy, chúng ta chỉ cần thiết lập 4 cái số này thôi. Rồi, ok ha. Và sau khi các bạn đã Snipping Tool này rồi thì để chắc ăn á, các bạn hãy bấm Ctrl C ha. Ctrl C là copy ha các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ vào cái Photoshop này, các bạn Ctrl V. Đó, nó sẽ ra cái ký tự mà các bạn chọn ha. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Ctrl T. Rồi chúng ta đè Shift ha, đè Shift đưa vào góc nè. Chúng ta kéo cho nó bự ra thôi chứ không có gì hết các bạn. Kéo bự ra thôi. Như thế này ha. Đấy. Nếu các bạn đã thấy ok rồi, nhưng bây giờ có một cái vấn đề là các bạn nhìn bên đây nè, chỗ layer background này ha. Mình nói lại bên đây gọi là layer ha. Thì ở đây có con mắt nè, tắt con mắt này đi. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái hình trắng đúng không? Cái việc tiếp theo chúng ta cần làm là chúng ta sẽ xóa cái hình trắng này đi. Xóa bằng cách nào? Các bạn nhìn góc bên đây ha. Đây, có cục gom nè. Nó phải nằm phía trên thùng sơn ha, có cục gom nè. Các bạn nhấp phải vào đây, các bạn chọn là Magic Eraser Tool. Đây. Nhấp phải vào đây ha. Magic Eraser Tool. Các bạn lưu ý là các bạn phải chọn đúng cái layer của cái hình chữ R ha.
thì các bạn sẽ thấy có hai layer ở đây, một layer là background, một layer là R ha. Thì chúng ta sẽ chọn cái layer là R, sau đó chúng ta sẽ lít chuột vào đây. Các bạn nhớ nha, nhớ chọn Magic Eraser Tool ha. Lít chuột vào một cái nó sẽ mất cái nền trắng đi. Ở chỗ này còn một cái nè các bạn thấy không, lít thêm cái nữa. Đó, sạch sẽ ha. Bây giờ chúng ta có thể bật lại cái background bên đây. Đấy, bật lại con mắt bên đây ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được một cái chữ rất là đơn giản đúng không các bạn. Thì nếu các bạn mà muốn cầu kỳ thêm thì các bạn có thể làm cái ngoặc kép như mình ha. Nhưng mà các bạn hãy xem những cái kiểu dáng dưới đây nè, nó có hợp lý hay không. Còn không thì mình nghĩ các bạn chỉ cần một chữ thôi. Và để tô màu cho cái chữ này, các bạn muốn cái chữ nó màu khác đúng không? Thì bên cái chữ này chúng ta sẽ chấp phải, chọn cái dòng đầu tiên, Blending Option, và chọn một cái là Color Overlay ha. Tích chọn chỗ này. Đó là một màu ha các bạn ha. Tích chọn cái Color Overlay nếu các bạn muốn chọn một màu. Thì bên cái góc này nè, có cái màu ha, nhấp vào đây. Dù muốn chọn màu đen, đổi sang màu đen. Muốn chọn màu xanh dương, kéo màu xanh dương, như vậy thôi ha. Thì cái đó là một màu ha. Nếu các bạn muốn hai màu thì các bạn sẽ chọn cái dòng bên dưới là Gradient Overlay. Nhớ tắt cái Color Overlay trên đây ha, tắt nó. Thì cái Gradient Overlay tức là một cái dải màu, các bạn thấy cho nhiều màu ở trong một cái chữ cũng được không sao cả. Thì chỗ Gradient này các bạn sẽ bấm lên ha. Nó có những cái màu gợi ý nè các bạn. Một màu, hai màu, ba màu ha. Ví dụ mình muốn chọn cái màu là vàng cam. Đấy. Rồi ở bên dưới đây ha, chúng ta có thể đổi màu cho nó. Nhấp vào những cái mũi tên như thế này nè. Bây giờ mình không muốn cái này màu vàng nữa, mình muốn nó màu dương đi. Đấy. Ok ha. Hai cái bên đây tức là hai cái dải màu khác. Cái bên trái là màu cam ở trên nè, và cái bên phải là màu cam ở dưới nè. Ví dụ như vậy ha. Thì ở trên này muốn đổi một màu khác nữa, mình sẽ cho nó thành màu đen đi. À mình nhầm ha, cái bên trái là màu ở dưới, còn cái bên phải là màu ở trên. Đó. Chúng ta có thể tăng diện tích của cái màu này bằng cách chúng ta giữ chuột ha, kéo. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái màu nó di chuyển lên ha. Và cái màu xanh này nó sẽ ít lại. Và mình muốn màu xanh nó nhiều thì mình cứ việc nắm giữ cái màu xanh này chúng ta kéo qua đây thôi. Thì màu cam sẽ ít lại ha. Sau đó chúng ta sẽ ok. Đó, khi bạn thấy hài lòng rồi bạn ok lần nữa. Thì đó là mình có một cái logo ha. À thêm một cái nữa, trong cái blending option này nếu các bạn mà muốn cái logo mình có một cái viền á, thì các bạn hãy tích vào cái stroke này. Đây nè, stroke này ha. Tích vào. Đấy. Rồi chỗ này sẽ chọn màu cho cái đường viền của mình ha. Chỗ ô màu này nè. Còn trên đây là chọn kích thước ha. Và nếu các bạn thấy hợp lý rồi thì chúng ta cứ ok thôi. Đó. Nếu các bạn muốn thêm một cái gì đó hiệu ứng cho nó kiểu như dạng 3D ha, tức là chúng ta phải cần có hai lớp các bạn, một lớp trước, một lớp sau, thì chúng ta sẽ nhân đôi cái layer này ra, nhân đôi cái chữ R này ra bằng cách là nhấn Ctrl Z. Đó, thì các bạn thấy bên cái góc layer này nó sẽ xuất hiện một cái layer 1 ha. Sau đó mình sẽ nắm giữ chuột mình kéo nó xuống cho cái layer 1 copy này nè, nó sẽ nằm dưới layer 1 ha. Tiếp tục chúng ta sẽ bấm nhấp chuột phải, chọn Blending Option. Thì mục đích của cái layer copy này là chúng ta sẽ tạo một cái độ bóng các bạn. Tạo một cái độ bóng cho cái chữ của mình ha. Đấy, và mình nghĩ chúng ta chỉ cần chọn hai cái thôi. Một cái là Stroke, một cái là Color Overlay ha. Và bóng các bạn, độ bóng nó phải màu tối đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ cho màu gì đó nó khác khác chút xíu, màu đỏ đi. Ở dưới đây là mã màu của nó nè, chúng ta hãy bấm Ctrl C ha. Để chúng ta đem lên cái Stroke này chúng ta dán cái màu y chang như vậy. Đấy, Ctrl V nó vô. Xong ok ha. Rồi ok đi luôn. Các bạn có thể chưa thấy gì thay đổi đúng không? Tại vì cái layer copy á, nó nằm bên dưới cái layer gốc của mình và nó bị cái layer gốc đè lên luôn ha. Thì cái việc tiếp theo chúng ta cần làm là các bạn nhớ chọn cái layer copy này. Sau đó chúng ta sẽ giữ phím Ctrl. Ctrl ha, góc trái bàn phím có phím Ctrl và chúng ta bấm cái phím mũi tên trên bàn phím ha. Để chúng ta di chuyển cái bóng này cho nó xéo qua một chút xíu. Đây, giữ phím Ctrl ha. Di chuyển. Đấy, các bạn thấy không? Đó, như thế này. Cái việc mà chúng ta di chuyển nó xéo qua một bên thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng là độ bóng ha các bạn ha. Chà, mà thật ra mình làm hơi bị xấu các bạn. Thôi kệ đi, mình chỉ hướng dẫn các bạn cái quy trình chúng ta làm thôi ha. Rồi, sau khi các bạn đã làm xong hết rồi thì các bạn nhớ tắt cái layer background giùm mình ha. Góc phải có layer background nè. Tắt con mắt nó đi. Sau đó thì chúng ta mới save lại nha các bạn. Nhớ tắt cái layer background góc phải màn hình. Rồi sau đó chúng ta sẽ save lại file, save as. Lưu lại với cái đuôi là PNG ha. Nhớ nha các bạn, PNG. Như vậy là chúng ta đã xong rồi. Sau đó các bạn thể up cái này lên cái áo t-shirt của mình ha. Áo thun ha các bạn. Up lên áo t-shirt. Ok, và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái quy trình chúng ta thiết kế một cái logo chữ cái đơn giản nhất có thể ha. Và chúc các bạn tạo ra những logo thật là đẹp. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.